Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Nhân Long Audio Hà Nội. Quý vị và các bạn quan tâm xin mời quý vị và các bạn bấm vào nút đăng ký màu đỏ để cập nhật những sản phẩm mới nhất B5 thông báo lên hàng ngày. Đây là một kênh chuyên test và cũng như giới thiệu các sản phẩm gửi đến quý vị và các bạn cùng tham khảo. Và hôm nay cũng như thường lệ em tiếp tục giới thiệu hai bộ giày bao của hãng Mackintosh mới cập đến bên em hôm nay. Đó là bộ giày bao của hãng Mackintosh, đó là model là bao là 7270 và chiếc giày C32, và một bộ là 2205 và 113. Và cái bộ bao Mackintosh 7270 với giày C32 là em đang test với đôi loa VW802D. So với tầm tiền thì bộ này rất là hay luôn. Và bây giờ em sẽ đi quay vào chi tiết giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng tham khảo. Vâng, đây trước mặt quý vị và các bạn là bộ 7270 về nguyên vỏ gỗ đầy đủ. Đây là dòng thiết kế hai đồng hồ vu này, rất đẹp luôn. Và volume hai bên nhé. Ở đây nút nguồn này. Và đây master là đồng hồ này. Và con này là thiết kế là 270W trên kênh. Dòng này xuất âm biến thế luôn các bác nhá, 270W trên kênh. Dòng xuất âm biến thế. Và phía trên là chiếc dề. Con này là 270W trên kênh mà nó có các chế độ ôm từ 1 ôm này, 2 ôm và 4 ôm, 8 ôm. Đấy, rất là hợp được nhiều loa luôn. Và đây chiếc dề. Chiếc dề Mackintosh C32. Đấy, con này nó có các đường chỉnh bát chép này và trung cao trung thấp này, rất hay luôn nhé. Đấy, trung cao trung thấp rất là hay, tiện lợi cho các bác. Đây lau lướt đây. Đấy, lau lướt.
lau lốt ấy. Rất là hay luôn, lau lốt vặn luôn nhé. Còn đây ba lăng, còn đây volume, đây chép này. Tí nữa em sẽ test một đoạn nhạc cho các bác nghe thử. Còn đây là đường vào AUX mô đầu nhà và đường system mono. Đấy. Và bên này đó là chiếc PAL băng tốc 2205 MC2205. Đấy, con này cũng 205W một kênh, yếu hơn con kia. Dòng này cũng có volume hai kênh riêng biệt đây, hai kênh riêng biệt. Đấy, và đây là các chế độ chỉnh đồng hồ vu. Đây là nút nguồn bao, còn đây là cầu loa tắt mở. Và đây là chiếc rề đầy đủ vỏ gỗ luôn các bác nhé. Volume này, ba lăng này và lau lướt này. Dòng này lau lướt là tắt mở này. Đấy. Đấy, phần chép bát này, input shifter là các đường vào này. Đấy. Và bây giờ em sẽ test một đoạn nhạc cho các bác cùng nghe thử. Vâng, và bây giờ em sẽ test một đoạn nhạc bài nước ngoài giữa bộ bao dề Macintosh 7270 và chiếc dề C32 với đôi loa BW 802D, rất là hay luôn nha các bác. Mời các bác nghe thử. Video giới thiệu sản phẩm đến đây em xin dừng và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau. Em xin chào quý vị và các bạn.